Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển ngành công thương 6 tháng đầu năm 2018 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới tiếp tục được cải thiện nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ở trong nước, GDP tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường kinh doanh được cải thiện nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức. Vì vậy, những nhiệm vụ và giải pháp mà Bộ Công Thương đặt ra từ nay đến cuối năm sẽ tập trung và tận dụng mọi yếu tố thuận lợi, hoàn thành kế hoạch đặt ra. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, 6 tháng đầu năm, hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại tăng trưởng tốt, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo và ngành sản xuất phân phối điện có mức tăng trưởng cao đã tạo động lực vững chắc để đạt mục tiêu tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp. Về hoạt động xuất nhập khẩu, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 113,93 tỷ đô la Mỹ, tăng 16%, nhập khẩu ước đạt 111,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy, xuất siêu 6 tháng đầu năm vào khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 2,4% kim ngạch xuất khẩu. Đáng chú ý, xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt mức tăng trưởng 19,9% với khoảng 33,1 tỷ đô la Mỹ cũng là điểm tích cực trong bức tranh xuất nhập khẩu những tháng đầu năm. Về thương mại nội địa, tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm đạt 2.120.895 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2017. Mức tăng trưởng hai con số này cho thấy sức mua trên thị trường đang khá tốt, là điều kiện thuận lợi cho sản xuất. Thì có thể nói là cái tăng trưởng kinh tế của chúng ta, GDP trong 6 tháng đầu năm ở mức 7,08% là một con số có thể nói là rất là tích cực và nó đang tạo ra tiếp tục cái tiền đề và những cái nền tảng quan trọng để chúng ta có thể hướng tới cái mục tiêu tăng trưởng ở mức theo như kế hoạch đã đăng ký với Quốc hội. Mặc dù đạt được kết quả tương đối khả quan nhưng theo nhận định của Bộ Công Thương, kinh tế thế giới những tháng cuối năm có nhiều biến đổi, chủ nghĩa bảo hộ đang bùng phát, cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có nhiều diễn biến bất thường, gây nhiều ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Trước tình hình này, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 cần có những giải pháp phát triển để nhằm tận dụng những cơ hội cũng như giảm thiểu những rủi ro. Theo đó, đối với sản xuất công nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi dậy các nguồn lực phục vụ phát triển lĩnh vực công nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp công nghiệp, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công thương, đặc biệt là cơ cấu thực chất ngành công nghiệp nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường để điều hành linh hoạt, kịp thời và hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai phương án sản xuất kinh doanh tối ưu. Theo Bộ Công Thương, xuất nhập khẩu 6 tháng cuối năm có nhiều yếu tố thuận lợi để tăng trưởng vì các mặt hàng nông, thủy sản xuất khẩu thường đạt mức cao nhất vào thời điểm cuối năm. Các mặt hàng công nghiệp có kim ngạch xuất khẩu lớn như dệt may, giày dép, đồ gỗ đều bước vào mùa vụ xuất khẩu từ giữa quý 2. Đó là chưa kể, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU dự kiến có hiệu lực vào năm 2019 đã và đang tạo ra sức hút mới đối với thu hút đầu tư FDI, giúp Việt Nam có thêm năng lực sản xuất mới. Đây cũng là những cái thời điểm mà có thể nói là nhạy cảm hơn bao giờ hết và nóng hơn bao giờ hết. Và với 6 tháng cuối năm diễn biến tình hình như vậy thì chúng ta vẫn có những điều kiện để mà chúng ta hoàn thành được những cái mục tiêu trong cái tăng trưởng kinh tế xã hội cũng như là về trong lĩnh vực các lĩnh vực của ngành công thương. Và vì vậy thì nhiệm vụ của cái hội nghị sơ kết ngày hôm nay của chúng tôi là phải làm sao đánh giá cho được cái thực chất về những cái diễn biến, các kết quả tích cực và cả những tồn tại của 6 tháng đầu năm và đồng thời là nghiên cứu phân tích dự báo về tình hình diễn biến thời gian vừa qua để đánh giá và dự báo cho những thời gian tới để chúng ta có thống nhất được trong những cái nhân tố quan trọng chủ chốt mang tính chiến lược dài hạn và có tính quyết định để đảm bảo cái sự phát triển của kinh tế xã hội của đất nước cũng như là các cái mục tiêu tăng trưởng của ngành công thương, nhưng đồng thời là cũng phải có một cái sự nhạy cảm và kịp thời phân tích đánh giá để có tham mưu trong cái xây dựng cũng như là hoàn chỉnh các cái chính sách, đặc biệt là trong cái chiến lược hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời gian tới đây. Tận dụng tốt những yếu tố này, Bộ Công Thương sẽ chú trọng tạo nguồn hàng có chất lượng sản xuất, hướng tới mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và phù hợp với nhu cầu của thị trường nhập khẩu, tăng cường các biện pháp tháo gỡ rào cản, tạo điều kiện cho các hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là nông, thủy sản thâm nhập vào các thị trường mới, nắm bắt, tăng cường thông tin dự báo, cảnh báo đối với các biện pháp phòng vệ thương mại áp dụng lên hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, kịp thời chỉ đạo các giải pháp cụ thể, quyết liệt, có định hướng để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, phát triển thị trường.